Hôm nay là người em mua xe bên Trần Anh nha. Người em cho Trần Anh vô đầu kéo ngồi nè. Mình thề cuộc đời chưa bao giờ đi đầu kéo bao giờ. Ôi trà ơi, kinh. Ô, phía sau là cái gì đây? Là giường. Giường tủ lạnh nữa hả? Giường tủ lạnh. Ôi trời ơi. Đây nè, đây là người em chạy đầu kéo lấy Innova bên Trần Anh nè. Wow. Ủa, nó ngồi con này an toàn hả? An toàn. An toàn không? Này, anh buồn ngủ là 100 km trên giờ là đúng chịch là không thấy mình. Vậy hả? Bỏ ở đằng trước là nguyên cục máy. À, cục máy thì nó an toàn. 2 mét mấy trên trước mà. Đù, vậy là an toàn lắm. Lâu dài nó rất là an toàn. Con này không có túi khí à? Không túi khí, nhưng mà được cái nó thiết kế cái khoảng máy nó dài cho nó đảm bảo an toàn cho mình. Đảm bảo an toàn. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Trong đây là có giường ngủ nè anh em. Thằng này là còn hơi hẹp đó, có thằng hai giường nó thêm một tưng nữa. Vậy hả? Thằng này là một giường thôi đó. Ủa, cuốn số này hả? Cuốn số. Kinh. Rồi nhìn ớn quá. Thôi xuống rồi để cho em đi về. Rồi, nha, em về nha, em có lời gì nói không? Nói chung là lên đây đối với anh là rất là vui vẻ. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Cái con này to quá em ơi. Cho anh chạy kêu anh chịu thu. Rồi em về nhá. Ok em. Rồi đó anh chị thấy không? Mình trải nghiệm đầu kéo rồi em ơi. Kéo chỉ không mất phân nào. Sơn rin. Bảo dưỡng chính hãng. Chúc em đi tốt trung bền nhá. Em tên gì? Em tên Tâm. Tâm hả? Dạ. Tâm đang chạy xe container hả? Dạ đúng rồi. Hôm nay Tâm ghé mẫu Innova này Tâm coi Trần Anh tẻ, Tâm thấy chuẩn không? Quá chuẩn anh. Có sai gì không? Không sai. Nói chung là máy móc cũng có canh chỉnh, Trần Anh cũng có nói tại đời 2006 này không thể như 2018-20 được đâu. Cho nên anh em mà mua xe mà anh em kỹ quá, anh em khó quá, anh em không được xe. Đó, mình cũng có canh chỉnh mặt nắp keo đầu ron cam cò này. Đó anh em ạ. Được cái xe nó liền, keo chỉ riêng không cấn lỗi thôi. Còn máy móc chạy thời gian anh thấy thì người ta cũng có canh chỉnh lặt vặt rồi. Đời này chắc chắn là canh chỉnh là em trai chạy từ Hà Nội vô nè. Nhìn cái bảng số nha. 29NR07074 nè. Đó, người em chạy trung chuyển hàng hóa lên cảng Sài Gòn đây. Đi nguyên một mẫu xe container luôn. Để cho anh review mẫu container này nha. Container này là keo chỉ nguyên rim mà không cứng lỗi nè. Nắp thùng capo là qua thời gian 5 tháng nó kỳ vì móp tí xíu. Mẫu này đã sơn lại rồi nha anh em. Bốn qua vỏ mới tinh. Đó. Anh em thấy chưa? Này xài là bầu hơi nâng trợ lực hết toàn bộ nó công container quá khủng, keo chỉ không mất phân nào, kinh. 29F04765 nó khách người ta ghé người ta mua rồi đó, chứ còn mà khó quá thì mua xe mới nha anh em. Nó xe cũ mình chỉ tẻ vậy thôi chứ còn muốn tẻ chi tiết, tẻ từng ly từng tí, từng cọng tâm, từng ngọn cỏ thì chắc tại không biết 3 tháng chắc cũng sẽ không xong được con xe. Chủ yếu là lĩnh vực về chính cứng lỗi, rồi nội thất, taxi dịch vụ hay là bất cứ một khoản gì đó mình tệ ok là được cho khách, chứ còn kỹ quá thì thu nha. Mấy anh kỹ quá về mua xe mới đi. Được chưa anh em? Nội thất sạch sẽ. Đó người em cũng chốt rồi, cho anh cũng để cái giá mềm cho người em thôi. Chứ không chả có cao gì đâu. Anh em với nhau bán cái xe kiếm 3-4 triệu là cho lên đường luôn. Quan trọng là người ta tin tưởng mình thì thôi. Nha anh em, riêng cái xe này á cứng lỗi á cho anh bao cho anh em 100%, còn máy móc đời này chắc chắn phải canh chỉnh máy móc rồi chứ sao mà đời rin ở đâu. Rin thì mua 2024 nó sẽ rin được cho bà con. Làm giấy tờ nhận cọc cho anh đi Toàn. Ủa em chạy xe này là từ Hà Nội vô Sài Gòn à? Em Sài Gòn lên Đà Lạt. Sài Gòn Đà Lạt mà bản số Hà Nội mà. À vậy hả? Bữa nay mày cho anh ngồi container với anh chưa giờ anh được ngồi luôn. Đi em vừa tới. Ghê quá. Đi em đi tiếng này suốt mà. Vậy hả? Em có kinh nghiệm anh được mấy năm rồi? À, khoảng tầm 8-9 năm gì đó. Vậy hả? À. Lâu lắm rồi. Lâu rồi đúng không? Lâu lắm rồi. Em tài xế cái này là bằng FC à? FC đúng không? Thôi giao xe cho em trai rồi. Bán cho em trai giá hợp lý luôn nha Tài. Một 7-8 rút hồ sơ cho người em luôn. Ok chưa? Ok. Đó là giá hợp lý lắm rồi chứ trên mạng anh đang biết giá bao nhiêu rồi. Em lên đây là không bao giờ mà nói
thách tay nói gì cả. Nói chung là anh tả xe là chuẩn lắm. Rồi, cảm ơn em. Lên là y như trong clip luôn. Trong em coi thực tế so với cái video em thấy anh có tả sai cái xe của anh sai không? Không sai mà còn đẹp hơn. Phải hả? Cảm ơn em trai nhiều nha. Rồi vậy thôi. Rồi để nhận cọc rồi chừng nào em lấy thì em lấy. Còn xe nhận cọc là anh khóa cửa lại luôn. Chứ để khách người ta ra người ta vô người ta mở cửa. Nó bán hết xe rồi. Sao? Có cái bàn hình cô bắp đâu để em được cái bây giờ nè, nếu mà không toàn đừng. Nếu mà màn hình cô bắp á thì đừng có xài cô bắp, tại vì em mua về em xài gia đình. Em lên cho anh một cái màn hình nó nằm tầm cỡ 5.5 triệu thôi là giá rất là hợp lý, full trọn bộ cho em luôn. Là anh rắp, người khác rắp là phải từ 8-9 triệu. À. Không, cái đó là anh rắp là rắp cái giá của anh á, chứ còn giá ngoài tiệm em rắp thử đi toàn 8-9 triệu không. Đúng rồi. Có màn hình nè, cam hành trình, cam gie Bitmap nè, rồi thẻ USB nè, khe cắm thẻ SIM nè, rắp trọn bộ mà. Rắp trọn bộ hết có mấy chiếc, anh rắp có 5 triệu mấy 6 triệu quay đầu thôi, tùy vào cái màn hình. Có gì em thôi cứ đó để tính sau đi nha. Rồi bàn giao xe cho anh trai rồi. Chúc em trai đi tốt trường bền, ủng hộ xe bên chợ anh ô tô nha.